Kính thưa quý vị, tin từ New York, Hoa Kỳ, đoàn người trong trang phục màu sắc với những chiếc nón đủ kiểu và hình dáng kỳ lạ đang diễn hành qua những đại lộ chính tại thành phố New York trong ngày lễ Phục sinh vừa qua. Mọi dân chúng tại thành phố New York hàng năm đều tổ chức diễn hành Easter Bonnet. Không phân biệt tuổi tác, phụ nữ, trẻ em đều tràn ngập xuống các đại lộ chính trong những trang phục màu sắc rực rỡ. Truyền thống diễn hành Bonnet đã hiện hữu tại thành phố New York từ thế kỷ thứ 19. Mọi người với trang phục và đội những chiếc nón được sáng tạo một cách kỳ lạ, tạo sự thu hút và chú ý từ khách ngoại quốc và địa phương. Sau buổi lễ Phục sinh diễn hành thời trang Bonnet bắt đầu tại New York, ngay cả những chú chó xinh xắn cũng được diễn hành bên cạnh chủ nhân. Một du khách ngoại quốc trả lời tới báo chí địa phương rằng mọi người dân New York nếu có cơ hội đều trưng diện rất sặc sỡ với những chiếc nón đầy màu sắc đội trên đầu. Đây là một trong những truyền thống không thể thiếu tại thành phố New York. Bản thân khách du lịch rất thích hiện diện trong lễ Phục sinh tại thành phố New York để có cơ hội được ngắm nhìn những chiếc nón với hình dạng và màu sắc kỳ lạ, tạo sự chú ý đến giới truyền thông của thành phố. Chó và mèo cũng được chăm sóc cẩn thận với những bộ quần áo đặc biệt trông thật duyên dáng và lạ mắt.